Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Piaho. Hôm nay mình sẽ chơi một con map khá là lạ ở trong Mirua. Trời ơi, sao vừa vào mà chết hết thế này. Đó, map này thì của người Thái Lan các bạn ạ. Mình cũng không rõ chơi như nào nhưng mà hình như tên là thực ra là tên map cũng là tên Thái Lan luôn các bạn ơi. Mình cũng không rõ là map này chơi như nào, chỉ biết là cực kỳ ngầu lòi luôn. Trời ơi, vừa vào mà chết tùm luôn này. Chạy. Có biến gì ơi, biến thành cả quả bóng bóng như kiểu Rammus ở trong Lemmy huyền thoại ấy. Bạn nào mà chơi Lemmy huyền thoại chắc là biết các bạn ạ. Ôi, tao vừa vào chết tùm luôn. Wow, map này hay thực sự luôn các bạn ơi. Trời ơi, khá là bay lát nhưng mà chơi vui phết đấy chứ. Ok, hôm nay mình sẽ chơi thử cái con map khá là dị ở trong video này để coi xem có gì hay, có gì thú vị không các bạn nha. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký vào chuông đăng ký ủng hộ mẹ bè các bạn nha. Map này chơi khá là like các bạn ơi. Wow, hay ta. Cái gì ấy? Hey. Chém luôn. Quả map ảo diệu vậy. Ôi, quả map trận chiến đại chiến quỷ kiếm à, khiếp thật. Nhìn hình như mình thấy bạn ấy có bạn gửi cho mình bảo là đây là cái map tên là đại chiến quỷ kiếm cái gì. Ôi, lốc xoáy luôn. Wow, xịn xò chưa, mèo béo cân hết à. Ôi, quả map bựa thực sự bạn. Lốc xoáy đến đây. Úi rồi ôi, quả map gì mà ảo diệu này. Chơi vui chứ, mình thấy map chơi khá là hay chứ. Được nó đấy, lốc xoáy. Hey, nào ông kia chạy đâu. Lốc xoáy đến đây. Hey. Hai thanh niên cùng chết hay sao các bạn ạ. Lốc xoáy. Ui, quả map này chơi nó có phải gọi là đỉnh cao luôn các bạn. Từ từ mình phải tìm cái chỗ nào nó an toàn một chút. Mèo béo đang cân tim các bạn ơi. Ơi, di chuyển nó chỗ. Ôi, bóng. Rammus, vua Rammus. Hey. Nào để chơi vui thực sự các bạn, anh em nên trải nghiệm thử map này nhá. Chơi khá là vui đây các bạn ơi. Map này hơi lag một chút thôi. Bạn nào mà chơi PE thì mình nghĩ là không nên chơi map này đâu. Ông mà chơi PE là không nên chơi map này nhá. Oánh luôn. Đó. Nào, làm đi đây. Lốc bóng. Boom. Úi giời. Quả map này chơi vui thực sự các bạn ạ. Lốc xoáy. Hey, trên chiếc lốc xoáy. Wow, từ mình đi núp. Tạm thời tránh xa chiến sự các bạn ạ. Đừng núp tránh. Ôi, ở dưới lag thế. Kiếp thật. Nhiều hiệu ứng quá nó lag để mình giảm cái tầm nhìn xuống một chút chứ thế này thì mà lag chết người các bạn ạ. Đây mình thử nào. Cái này bắn đang kiếm à? Bắn đang cái lưỡi kiếm à? Ôi lốc xoáy này, xuống luôn, lốc xoáy luôn. Hey! Can quét. Ôi giời ơi, úi giời ơi. Hey, chém luôn. Biến thành cái bánh xe các bạn ạ. Map này chơi vui chứ, mình thấy map này chơi khá là hay chứ. Bạn nào mà máy tự tin máy không lag nhá, bạn nào tự tin máy khỏe máy mạnh thì có thể chơi thử map này nhá, chơi khá là hay đấy các bạn ạ. Hội lốc xoáy view. Thế luôn, quả map bựa thật sự các bạn ạ. Wow, lần đầu tiên mình chơi quả map nó bựa như này luôn. Lốc xoáy tiếp. Hey, can quét bỏ chết luôn rồi. Biến thành quả bóng. Cái bánh xe chứ, bánh xe công lý. Hey. Quả map bựa thật sự. Map này nên chơi ít người các bạn, chơi đông người quá nó hơi lag đấy các bạn ơi. Mình thấy là chơi đông người quá thành ra nhiều hiệu ứng quá là lag các bạn ạ. Trời ơi, lốc xoáy kìa. Tiếp thật chắc là lát nữa phải thử chơi 6 người xem như nào á. Tình hình chơi 10 người thì hơi lag các bạn ơi. Mấy ông kia còn chơi ở thần thú ấy kìa, tôi cũng chịu. Biến thành bóng xe, biến thành bóng bay à, bánh xe chứ. Bánh xe. Hey. hey. Ủa bay đâu rồi? Ôi. Lốc xoáy. Can quét. Map lag quá. Ông nào chơi PE chắc là không có tiền mán luôn. Thanh niên nào chơi PE map này chắc là không có tiền mán các bạn ạ. Lag sấp mặt luôn chứ còn gì nữa. Úi dồi ôi. Nào, lốc bánh xe. Nhiều hiệu ứng quá, nhiều cái mô hình kia quá nó bị lag các bạn ạ. Lốc xoáy tiếp. Hey, mình không biết bao nhiêu mạng của các bạn, mình không biết mình là bao nhiêu mạng của cơ. Bánh lốc xoáy liên tục luôn. Lốc xoáy liên tục luôn. Ơi, càn quét. Mèo béo không ai đỡ nổi rồi, để tôi coi xem là tôi chạy. Tạm thời lánh nạn đã, đi chỗ khác chơi á. Ui, lag kinh hồn luôn các bạn ạ. Mình coi thử là bấm tab hay không. Mèo béo là 2-3 điểm này. Ui, 2-3 điểm cũng gần đứng top ở đây. Cũng gần đứng top các bạn ạ. Hey. Lốc xoáy tiếp. Hình như map này là 100 mạng bắt đầu dừng hay sao ấy. Mình cũng không rõ nữa các bạn ơi. Không thấy có ai đi map là gì, không thấy có thông tin gì luôn. Nhưng mà thấy khá là hay à, mình thấy chơi khá là ok chứ. Bánh xe. Úi dồi ôi, nó lag. Chơi lên 100 mạng nha. Chơi lên 100 mạng mình sẽ mở phòng ít người đi các bạn ạ. Cho đỡ lag chứ một
Cái này nó lag quá, 99% ok, 100 mạng rồi. Ồ, rồi, mình sẽ tạm thời reset phòng các bạn. Đây mình cho bạn coi ID map nha, map này chơi của người Thái Lan, không có tiếng Việt các bạn ạ. Đấy, có bạn bảo mình đây là map tên là cuộc đại chiến quỷ kiếm gì gì đây 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 đây. Toàn tiếng Thái thôi. Bạn tên là bạn này tên là bạn em E Amber đó. Map này của người Thái Lan các bạn ạ. À, ô, map này ôi mới cập nhật này, ô mới cập nhật các bạn, ô chưa thử luôn. Ô, mới cập nhật này, ô mới. Hình như mới cập nhật thêm bộ chiến thức mới à? Ô mới à? Ok vẫn thế này. Ờ, hình như từ mình tưởng là mới cập nhật thêm bộ chiến thức mới, thử thế nào. Ui các bạn thấy map này đồ của nó lốc xoáy các thứ này. Mình thấy có cái người gì này. Không phải. Không phải map này, map là map cũ rồi, map mới đây cơ mà. Từ lại để mình xóa cái map cũ đi các bạn ạ. Ôi vậy là chủ map mới cập nhật cái bản mới ngay hôm nay luôn, 19 này. Đây là bản cũ rồi đó, bản mới này các bạn ơi. Đây bản mới đây, mới cập nhật ngày hôm nay luôn, thử test thử em nào. Hình như là có. Ui mới nâng cấp thêm các bạn ơi, mới nâng cấp thêm này. Ui cái gì đây? Hello. Ui nó đánh nhau. Ui cái gì từ nào. Ui gì đây? Lốc xoáy. Map này hình như mới cập nhật thêm cái gì lạ phết các bạn ạ. Ok luôn. Ok để mình thử mở phòng khoảng 6 người nhá. Mở khoảng 6 người thôi các bạn ạ. 10 người hơi lag. Đó, map này hình như mới cập nhật thêm cái gì này. Không rõ cái này là cái gì các bạn ạ. anh đánh nào đấy. Ôi toàn tiếng Thái này. Ôi nhận nhiệm vụ toàn tiếng Thái không hiểu gì các bạn ạ. Mà mắt ở người Thái Lan các bạn nhá, nào thử nào. Ô chết luôn rồi này. Chém luôn bánh xe 18 bánh xe công lý. Hơi lốc xoáy đại pháp. Hơi lốc xoáy đại pháp. Lốc xoáy đại pháp hơi. Ok map này đánh nhau hay là đánh bánh. Mình tưởng map này là đánh lẻ cơ. Map mình tưởng là vượt phó bản hay gì hoa mà đánh nhau à. Ok các bạn ơi, chắc là map đánh nhau các bạn ạ. Lốc xoáy luôn, lốc xoáy đại pháp. Ui map nó hay thực sự các bạn ạ. Wow đỉnh cao đấy, map đỉnh cao đấy. Lốc xoáy. Lát nữa mình sẽ thử làm trọng tài xem như nào các bạn ạ. Ui khỏe thực sự luôn các bạn ơi. Map này anh em làm tự tin máy không bị lag nhá. Tự tin máy khỏe, máy không lag thì có thể chơi thử map này các bạn nhá. Mình thấy map này khá là ok đấy. Lốc xoáy mèo peo, hơi cơn lốc màu xanh. Thôi, úi xồi. Bánh xe, hóa bánh xe. Bánh xe chạy đâu. Úi xồi, chạy đâu. Lốc xoáy. Quả map này chơi vui nhưng mà hơi lag các bạn ạ, nó hơi lag nhá. Map này chơi đỉnh cao, chơi vui phết. Như kiểu con quay ấy các bạn ạ. lốc xoáy tiếp. Boom. Thôi càn quét khắp mọi thứ luôn. Mèo béo đang phá đảo thế giới ảo các bạn ạ. Thử kiếm cái nào. Boom. Bánh xe công lý. View. Lốc xoáy. Hey. Thế quả map về chơi vui phết. Chủ map là người Thái, mặc dù có bạn nào biết tiếng Thái mà biết chơi map này ý, thì có thể liên hệ chủ map bảo là nâng cấp thêm nhiều hiệu nữa hay chứ. Dạo này mình thấy mini game mini world khá là hay các bạn ạ, khá là nhiều map khá là lạ luôn. Đỉnh cao phết, bánh xe công lý. Hey, chạy đâu có sậu. Hey. Ôi. Càn quét các bạn ơi, không biết là như nào bây giờ, không biết là ai thắng ai thua đây. Chịu luôn các bạn ạ, cứ càn quét thôi. Không cần biết thắng thua nào, cứ càn quét cái đã. Hây. Lốc xoáy đại pháp. Mèo béo vẫn đang càn quét. Hây. Ủa chết luôn rồi. Biến bánh xe. Ôi chết rồi, bị vướng ruộng rồi. View. Ui, nói chung map này chơi được của nó các bạn, anh em nên trải nghiệm thử nhá. Trời khá là dị luôn các bạn ơi. Bánh xe này, lốc xoáy này. Bánh xe. Càn quét, chém. Ui, bay thẳng ruộng này. Tiếp thật. Lốc xoáy tiếp. Nói chung là map này chơi khá là vui các bạn anh em. Bạn nào mà không hiểu ID map thì có thể tua lại lúc nãy nhá. Đây, không hiểu lát nữa mình sẽ cho bạn coi lại ID map. Lát nữa mình sẽ cho các bạn coi lại cái ID map các bạn ạ. À, chơi khá là vui mà hơi lag. Chơi đông người nó hơi lag các bạn. Ôi, bị rơi xuống ruộng rồi. Lốc xoáy bị rơi xuống ruộng rồi. Bị rơi xuống ruộng các bạn ạ. Wow, map hay đấy. Map chơi đỉnh cao đấy. Đồ của nó luôn các bạn ơi. Không chơi là hơi phí các bạn nhá.
Khuyến cáo ông nào chơi PE không nên chơi thử. Bạn nào chơi PE là không nên chơi thử map này, tuyệt đối là không nên vào, rất là lag các bạn ạ. PE là lag lắm các bạn ạ. Ok rồi, nói chung mình sẽ test 5 mạng nhá. Mình sẽ test 50 mạng ở rừng các bạn nhá. 50 mạng sẽ rừng, 47 ở này, 47 mạng rồi các bạn ạ, 48 mạng rồi, ok, 49 mạng rồi. 50 mạng là rừng nhá, 50 mạng là rừng nhá, 50 mạng là rừng các bạn ơi, 50 mạng là rừng, ok, 50 mạng rồi. Nói chung là đây, cho các bạn coi lại cái ID map lần nữa. Map chơi khá là hay, khá là thú vị. Map của người Thái Lan các bạn nhá. Đây, bạn tên là, bạn này tên là E Amber, không biết đọc như nào. ID map là 47197502 các bạn nhá. Map chơi khá là ok đấy, toàn tiếng Thái rồi. Mình cũng không rõ như nào nhưng chung chơi cũng được. Ok, mình sẽ đề cử map này nhá, nhưng mà chơi khá lag mà chơi cũng hay đấy. Đề cử quá, ủi ôi, vừa vào vẫn như này thôi. Map chơi. Từ từ, quên không mở tiếng Việt. Để các bạn đợi tí mình bật tiếng Việt lên đã. Đó. Map chơi khá vui. Map chơi khá lạ và vui. Tuy nhiên hơi lag. Khuyến cáo những bạn chơi trên PE không nên nghịch thử vì sẽ gây lag cực mạnh. Đấy. Chấm mọi người cân nhắc kỹ trước khi trải nghiệm thử nhé. Ok, tìm rồi. Bạn nào mà lười tìm ID thì có thể lên trang cá nhân của Mèo Béo. Đó, ấn vào chọn phần map. Đấy, chọn phần map, chọn phần đánh giá nhá. Đây, đợi tí, đấy, chọn phần đánh giá. Nó sẽ hiện ra cái map mà Mèo Béo đã đề cử. Ok, video cho bạn xin phép được kết thúc đây thôi. Các bạn thấy video hay và thú vị, đừng quên để lại một like. Đừng quên chia sẻ video cho bạn bè. Và đừng quên nhấn đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ Mèo Béo các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.